Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Quý vị thân mến, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có nắng nóng gay gắt vào ngày mai. Tại khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ ngày mai thì nắng nhiều, đến mưa dông thì quay trở lại vào buổi chiều tối. Dự báo nắng nóng tiếp diễn Bắc Bộ trong cả tuần này, nhiệt độ trong ngày tăng cao hầu hết sẽ trên ngưỡng là 35 độ. Đặc biệt là tại khu vực Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ thì có thể lên tới ngưỡng là từ 36 cho tới 39 độ. Nơi chịu tác động hiệu ứng phơn nhiều nhất là từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Dự báo thì nhiệt độ lên cao, dao động trong khoảng từ 37 cho tới 39 độ. Cục bộ thì ở vùng núi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có thể vượt 40 độ, nóng như đổ lửa. Còn khu vực phía Nam Trung Bộ, từ Bình Định trở vào cho tới Ninh Thuận, nhiệt độ phổ biến từ 36 cho tới 38 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ trong khoảng là từ 31 cho tới 35 độ. Còn sau 2 giờ chiều thì mây dông sẽ phát triển và gây mưa rải rác. Dù ít điểm mưa vừa mưa to, nhưng trong cơn dông thì quý vị vẫn cần cảnh giác với lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, ngoài khơi huyện đảo Trường Sa tiếp tục cảnh báo mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn quanh huyện đảo Hoàng Sa thì ít mưa, ngày mai trời nắng, gió ổn định từ cấp 4 cho tới cấp 5. Và như thường lệ, cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!